Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái bộ cảm biến đo áp suất lốp đến từ hãng Gobit và cái mã sản phẩm là KSI. Và cái sản phẩm này thì nó có một cái điểm khác rất là lớn so với cái model KSE đang rất là phổ thông hiện nay. Và ngoài vỏ thì thực sự là nó cũng không có nhiều những cái thông tin để các bạn quan tâm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn xem để các bạn nhìn thấy cái điểm khác biệt rất lớn từ cái model KSE này. Đầu tiên thì là cái bộ hiển thị thì nó cũng giống KSE này. Ở đây là một cái dây nguồn cùng với một cái cà lê, cùng với một cái tẩu này. Đây là một cái đế kê để đặt lên tablo. Và đây chính là cái điểm khác biệt rất lớn giữa những cái phiên bản KSE và KSI. Cái KSE ấy thì là các bạn sẽ lắp vào van ngoài, nghĩa là các bạn chỉ cần một cái van vặn trực tiếp vào cái van xe là xong. Nhưng mà đối với cái KSI thì chúng ta sẽ lắp vào van trong nha các bạn nhé. Và khi lắp vào van trong ấy thì các bạn sẽ không lo mất cái van ngoài nữa. Và nó cũng tỷ lệ rủi ro nó cũng ít hỏng hơn. Tuy nhiên thì cái bản KSE nó vẫn cứ tiện dụng hơn KSE ở cái chỗ là nó không cần phải cân bằng động lại lốp và các bạn có thể thay ra thay vào thoải mái được. Còn với KSE thì nó hơi phức tạp. Nếu như các bạn mà lắp đặt ấy thì bắt buộc phải ra cái gara chuyên làm lốp để họ cân bằng động thì mới có thể hoạt động được. Và ở trên cái thiết bị này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái đánh dấu, ví dụ như là LR này, ở cái này cũng vậy này, chúng ta sẽ có LF này để phân biệt là cái lốp trái, lốp phải, lốp trên, lốp dưới cho các bạn biết. Đó, đấy chính là cái điểm khác biệt. Và chúng ta sẽ có 4 cái van trong như thế này. Mỗi lần lắp đặt ấy thì các bạn mang ra gara và thuê họ lắp đặt cân bằng động lại lốp. Vâng, đó, đấy là chính là cái điểm khác biệt rất lớn giữa KSE và KSE. Còn về bộ hiển thị thì như các bạn nhìn thấy nó giống như hệt như cái phiên bản KSE thôi. Thì ở phía trước này chúng ta vẫn có một cái phần để lấy năng lượng mặt trời, nghĩa là chúng ta không cần thiết phải cắm sạc qua cái chân micro ở đây. Nếu như hết pin ấy thì các bạn có thể cắm sạc điện bằng chân micro để cho nó có pin. Tuy nhiên thì nếu như các bạn thường xuyên đi xe, các bạn đặt ở trên táp lô ấy thì cái năng lượng mặt trời này nó sẽ lấy điện đủ để đáp ứng cho cái việc mà hiển thị màn hình ở đây. Thì trên màn hình thì các bạn cũng sẽ hiển thị đầy đủ những cái thông tin thông số về áp suất lốp. Và khi mà chúng ta bị tụt hơi, chúng ta bị dưới mức cảnh báo hay trên mức cảnh báo ấy, thì cái bộ hiển thị này nó sẽ cảnh báo nhắc nhở tút 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 để chúng ta biết được là chúng ta đang gặp và phải vấn đề gì đó ở lốp xe. Ở phía bên trên này thì mình sẽ có 3 cái nút điều khiển sang trái, sang phải và cái nút clear ở giữa. Tất cả những cái thiết lập ấy thì nó sẽ sử dụng 3 cái nút này. Và cái nút này là nút cảm ứng nhé, chứ không phải nút bấm đâu. Đó. Ở phía dưới này thì cũng không còn cái thông tin gì khác. Đó. Và như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái cảm biến áp suất lốp KSI. Cái phiên bản này thì các bạn lưu ý nhé, mình sẽ lợi thế hơn cái phiên bản KSE ở chỗ là chúng ta sẽ không bị có thể mất cái van. Nhiều bạn thì rất là hay lo lắng cái chuyện là mình lắp cái van ngoài ấy thì sẽ bị người khác vặn trộm mất. Tất nhiên là vặn trộm thì cũng chưa chắc đã sử dụng được đâu, nhưng mà nhiều người nghịch thì họ vẫn có thể vặn trộm được. Đấy là cái yếu điểm của chiếc KSE lắp van ngoài. Nhưng mà cái điểm yếu của cái KSE lắp van trong đấy là khi mà chúng ta lắp đặt, chúng ta thay đổi hay chúng ta làm gì đấy ấy, thì chúng ta phải tháo lốp và chúng ta cần phải cân bằng động lại lốp và mất một cái khoản chi phí nó trên dưới 300.000 tùy vào gara. Đấy, còn với những cái KSE thì các bạn lắp van ngoài thì thích lắp lúc nào cũng được, chúng ta chỉ cần thò tay vặn vào và chốt ốc thế là xong. Và các bạn thích cái kiểu cảm biến áp suất lốp van trong hay van ngoài thì các bạn cũng có thể comment ở dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.